tử vi ngày hôm nay của tuổi Mão. Công việc, vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn vất vả. Mặc dù có quý nhân sẵn sàng giúp đỡ, nhưng dường như tính cách nhẹ dạ cả tin gây họa cho con giáp này khá nhiều. Bạn mệnh nên nâng cao thái độ cảnh giác trước các mối quan hệ quanh mình. Tình cảm, vận trình tình cảm có chút bất đồng. Ngoài ra, con giáp này có xu hướng chút bỏ cảm xúc tiêu cực lên những người yêu thương của mình khiến không khí gia đình chưa hết căng thẳng. Tài vận, vận trình tài lộc thất thoát, đặc biệt là những người làm kinh doanh có thể sẽ hao hụt một khoản đáng kể. Cẩn trọng, thiếu kiên nhẫn dẫn tới bỏ cuộc giữa trường. Tuổi đinh mão, tránh cố chấp với quan điểm của mình. Tuổi kỷ mão, không nên gây tổn thương cho người bên cạnh vì cách ăn nói thiếu suy nghĩ. Màu sắc vượng vận, tím. Quý nhân, tuổi hợi. Con số may mắn, năm, 10.